Không quản thời gian, thời tiết, những bước chân luyện tập diễu binh vẫn miệt mài, sôi nổi và đầy khí thế trên tuyến đường mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ. Đồng hành và dõi theo các cán bộ chiến sĩ là bà con Điện Biên với sự quan tâm, chia sẻ, những lời cổ vũ, hỏi thăm là từng chuyến xe lớn nhỏ chở theo những món quà từ hộp sữa, chai nước, trái cây trao tận tay các lực lượng. Tôi thấy tất cả các lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam từ các vùng miền đến đây tập luyện rất là hăng say và vất vả. Thì hôm nay thì gia đình chúng tôi cũng có một chút phần quà nho nhỏ. Thật ạ, cũng mong muốn là cái hành động nhỏ bé của mình cũng một phần giúp sức cho các anh chị được coi như là được động viên tinh thần các anh chị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình được giao. Tựa tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng 70 năm trước. Hôm nay, người dân Điện Biên cũng hướng về đại lễ bằng tình cảm, sự trân quý, mong muốn được góp sức từ những điều nhỏ bé. Nhờ đó mà các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành không chỉ được tiếp thêm sức mạnh tinh thần mà còn gắn kết hơn tình quân dân, để lại ấn tượng đặc biệt về con người, miền đất lịch sử anh hùng. Từ những ngày đầu chúng tôi hành quân lên đây, được nhân dân hai bên đường từ điểm đầu cầu của Điện Biên, các em nhỏ vẫy hoa, vẫy cờ để chào đón đoàn của chúng tôi, tiếp nước và thậm chí chuẩn bị sẵn các cái lán trại quân y cũng như là công tác vệ sinh để hậu cần. Quả thực mà nói là tình cảm của người Điện Biên thật sự là rất là dạt dào, rất là yêu mến. Mặc dù lên đến trên này thấy nhân dân đồng bào chúng ta vẫn còn rất là nhiều khó khăn, thế nhưng mà khi lên đến trên này cảm nhận thấy tình người, tình đất của con người Điện Biên, rất là yêu mến anh em bộ đội chúng tôi. Chỉ cần là nơi có các lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm đi qua, mỗi con đường, tuyến phố ở Điện Biên đều có rất nhiều điểm tiếp sức của người dân, tổ dân phố, các đoàn thể túc trực. Không những gia đình tôi và cả thành phố, rất nhiều người là muốn góp một chút ít tình cảm để đón nhận những người khách đi đường, khách tham quan và những người tập diễu binh để giảm cơn khát, cơn mệt mỏi. Khoảnh khắc quân dân hòa mình trong những giai điệu, lời ca, những chiếc ôm thân mật như người một nhà cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp đã được ghi lại trong những khung hình, thước phim của người dân, du khách, tô điểm cho bức tranh Điện Biên Phủ anh hùng những ngày tháng năm lịch sử.